Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu mối quan hệ giữa Taishak Taishohyo và bảng Songeki Kesansho. Thì trước khi vào nội dung chính, chúng ta cùng nhau ôn tập lại một chút, đó là về bảng Taishak Taishohyo. Taishak Taishohyo ký hiệu là B trên S và nó phản ánh, nó thể hiện cái tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một cái thời điểm nhất định. Và cụ thể thì nó được thể hiện qua Shisan, Husai và Shihon. Tiếp theo đó là bảng Songeki Kesansho được ký hiệu là P trên L. Bảng này thì cho chúng ta biết được kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động và nó được thể hiện qua thu nhập và chi phí. Vậy thì hai cái bảng này nó có quan hệ như thế nào thì chúng ta sẽ vào nội dung chính của ngày hôm nay. Lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn về cái niên độ kế toán, tức là Kaiki Kikan. Cái niên độ kế toán của năm nay người ta gọi là Thu kỳ và cái đầu kỳ niên độ kế toán người ta gọi là Kỳ siêu. Cuối kỳ niên độ kế toán thì được gọi là Kimatsu. Vậy thì cái vốn ở tại cái thời điểm đầu kỳ người ta sẽ gọi là Kỳ siêu Shihon và vốn tại thời điểm kỳ cuối người ta gọi là Kimatsu Shihon. Và ở đây Kimatsu Shihon chính bằng Kỳ siêu Shihon cộng với Tô kỳ Duyên Đề kỳ. Và trong cái bảng Taishak Taishohyo nó được thể hiện như sau. Chúng ta luôn có phía bên tay trái đó là Shisan và phía bên tay phải đầu tiên là Fusai. Và phần còn lại đó chính là Shihon. Và Shihon ở đây thì có Kishu Shihon cộng với Tô kỳ Duyên Đề kỳ. Hai cái phần này cộng lại đó chính là Kimatsu Shihon. Ngoài ra thì Tô kỳ Jundiaki nó còn được tính bằng công thức đó là bằng Shueki trừ đi Hyo. Và như các bạn biết rồi, ở trong cái bảng Songeki Kesansho thì nó được thể hiện như sau. Ta luôn có phía bên tay phải đó là Shueki và phía bên tay trái là phần Hyo. Ta trừ đi phần còn lại đó chính là Tô kỳ Jundiaki. Và ở đây thì cái Tô kỳ Jundiaki ở công thức 1 nó bằng với Tô kỳ Jundiaki ở công thức 2. Và từ đây ta có thể nhận ra được cái sự liên kết, cái mối quan hệ giữa bảng Taishak Taishohyo và cái bảng Songeki Kesansho. Đó là nó cùng có cái mối liên quan đến Tô kỳ Jundiaki. Hay nói cách khác là chúng ta có công thức. Tô kỳ Jundiaki sẽ bằng Kimatsu Shihon trừ đi Kishu Shihon và bằng với Shueki trừ đi Hyo. Chúng ta sẽ vận dụng công thức này vào giải bài tập sau đây. Bài 4.1 ở đây thì họ đã cho chúng ta các cái dữ liệu liên quan đến Shisan và Fusai của các Kishu và Kimatsu. Và câu hỏi ở đây là họ yêu cầu chúng ta tính Tô kỳ Jundiaki của cái Kedewa Marunen. Vậy thì mình gợi ý là bước đầu tiên các bạn sẽ tính cho mình cái Kishu Shihon và Kimatsu Shihon. Sau đó chúng ta sẽ tính được Tô kỳ Jundiaki từ công thức đó là Tô kỳ Jundiaki sẽ bằng Kimatsu Shihon trừ đi Kishu Shihon. Được chưa nhỉ? Vậy thì các bạn sẽ tự giải bài tập này trong vòng ít phút và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đáp án nhé. Và sau đây là đáp án của bài 4.1. Tô kỳ Jundiaki sẽ bằng 2 man. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tính Kishu Shihon sẽ bằng với Shisan trừ đi Fusai và bằng 15 man. Tương tự như vậy thì chúng ta tính được Kimatsu Shihon sẽ bằng Shisan trừ đi Fusai và bằng 17 man. Và từ đây thì chúng ta có Tô kỳ Jundiaki sẽ bằng 17 man trừ 15 man bằng 2 man. Được chưa nhỉ? Như vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu cái mối quan hệ giữa Taishak Taishohyo và Songeki Kesansho rồi. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ đi vào phần quan trọng của Boki Sankyu, đó là Shiwake. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Xin thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.